Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Đây là video clip em làm về cái tử vi cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các chị. Một cái tuổi mà cái cảm xúc là khá là đặc biệt. Hưng phấn thì rất là vui vẻ phải không? Nhưng mà buồn cứ nghĩ tới tiêu cực, tới nghĩ tới chết quách cho nó cho xong. Ha, đây là một cái đa phần là những người như thế. Thì em đã làm cái video clip về cái thiên tính cũng như là cái tử vi trọn đời cho người Bính Thìn sinh năm 1976 từ chắc vài năm trước rồi. Thì bây giờ em sẽ nhắc lại một tí xíu để mình vận dụng vào cái năm này nó sẽ ra sao. Cũng đồng thời là có những cái người là chưa có xem cái video clip đó. Thì đầu tiên hết đó là các chị gái tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 là với thiên can mang chữ Bính là thuộc hành hỏa, nhưng tuổi lại là tuổi Thìn đó thì lại là thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành đó là của thiên can sinh ra địa chi, cũng như là người là được gọi là thường thân cư mệnh là có các sao như là thiên đồng, thiên cơ, văn xương và văn khúc. Đa phần là người ham hoạt động, có ý chí phấn đấu ha, muốn gọi như là chứng tỏ mình với đời, là người phụ nữ nhưng mà cá tính thì cứ như đàn ông rồi ha. Đa phần là thích cái nắm quyền ở trong gia đình ha, là người lãnh đạo, là người chỉ huy. Cuộc đời thường gặp may mắn là nhờ vào phần âm đức và phúc đức của hiện tại nhiều hơn là ở trong cái quá khứ của mình ha. Các chị là người nhiệt tâm, dám đảm nhiệm, là người dám đương đầu và đảm nhiệm những cái việc mà to lớn, nhưng khi gặp khó khăn lại thiếu cái phấn đấu, bỏ dở nửa chừng, lâm vào bi quan hay muốn chết. Khi mà lâm vào bế tắc tiêu cực thì mà kế hoạch vạch ra thường thì hăng say ban đầu, nhưng mà nếu như mà hăng say, cái hai sự hăng say này mà được mà coi như là mọi thứ ok, công việc nó trôi chảy thì không sao, nhưng mà lỡ có cái gì đó trục trặc một chút xíu là buông xuôi dễ dàng. Có thể nói cá tính của người mà Bính Thìn nữ mạng từ cái trước cái giai đoạn mà đại vận thì là nó hơi là coi như là bị gọi là bị bốc đồng, thiếu cái sự chín chắn. Bản tính thì nóng nảy nhưng lại là một người cực kỳ thủy chung, nóng nảy có thể là cái chuyện này chuyện kia nhưng mà rất là người chung thủy ha. Và sẵn sàng giúp đỡ kẻ yếu, thích làm việc phước đức. Tuy nhiên các chị cũng có tính cố chấp, ít chịu nghe lời góp ý khuyên ngăn của cái người lớn hơn, cho nên vì thế mà gặp rất là nhiều cái sự thăng trầm thất bại khi còn trẻ. Từ sau đại hạn 10 năm của trung vận, tức là từ năm 34 cho tới 43 tuổi đó, là thì mới bắt đầu là gọi là tụ tài ngày càng phát triển. Nếu được sanh vào mùa hạ mà ban ngày á thì gọi là thuận sanh, số thì được an nhàn, người ta gọi đó là có thể là phúc đức có, số an nhàn từ nhỏ chứ không phải là khổ cực như những người nghịch sanh lỗi số. Nhưng mà những người nghịch sanh lỗi số thường thì cũng ít có khổ cực về vật chất, tướng mạo thì sang trọng. Hai người Bính Thìn thì thường là có tướng mạo rất là sang trọng, con rồng mà, cho nên là vóc dáng sinh thế của nó gọi là bay bổng đẹp đẽ hơn đó. Nghịch sanh lỗi số thì đa phần là khổ về chuyện tình cảm chồng con hơn là khổ về cái việc mà tiền bạc. Đặc biệt là người Bính Thìn nữ mạng muốn được đắc tài đắc lộc thì nên làm các việc mà có tính lưu động luân chuyển nhiều hơn là các cái ngành nghề mà nghiên cứu gì cố định, từ việc vốn gì của người là thích hoạt động. Số của các chị nếu như có văn xương chiếu mạng
Thường mà những người mà có văn xương thì chiếu mạng á, thì có tầm nhìn xa và rộng, việc gì cũng muốn làm lớn ra hết á, tức là không có biết cái thế nào là dừng, thế nào là đủ ha. Điều đó cũng không tốt đẹp lắm cho cuộc sống. Thường có gặp gọi là sóng gió ba đào, cuộc đời qua những năm thăng trầm thất bại nhiều lần rồi á, thì sau đó từ khoảng cái năm 44 tuổi này cho tới năm 53 tuổi là cái thời gian gọi là đại vận 10 năm, có 10 năm có nhiều cái sự may mắn ở trong cái vận hạn của mình, thì tài lộc mọi sự mới mới phát triển vững bền. Hậu vận thì cũng dễ giàu sang phú túc, vì vậy thời vận tốt và có cái số quý nhân giúp đỡ ở trong cái 10 năm đại vận mình đang chuẩn bị đã bắt đầu rồi. Năm 44 tuổi của các chị là năm bắt đầu ha. Rồi, đó là sơ khởi, cái tổng hợp lại cái giai đoạn của một cái giai đoạn nhỏ của cái tử vi trọn đời của người nữ Bính Thìn. Thì bây giờ vận nó vào cái tử vi của năm 2019 thì nó sẽ sao. Mạng của các chị thì như đã biết là mạng sát trung thổ, gặp năm bình địa mộc, tức là mộc khắc thổ, bổn mạng bị tương khắc năm. Năm bổn mạng năm bị tương khắc cái bổn mạng của mình thì nó sẽ có cái sức khỏe không được tốt đẹp. Tuy nhiên là cái can kỷ của năm Kỷ Hợi là thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, trung vận là thiếu cung cho nên thổ vượng, cho nên là dù là năm 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 mộc nhưng mà nhờ có thổ vượng thì nó cũng không quá xấu xấu về bổn mệnh đối với cái người mà nữ mạng Bính Thìn của các chị. Tuy nhiên sao á thì các chị có chiếu sao Thái Bạch, một cái ngôi sao, một cái bại tinh thường gây ra chuyện tốn hao không tốt đẹp ha. Sao Thái Bạch thì thường gây là ốm đau và hão tài. Như người ta đã nói là Thái Bạch mà chiếu mạng á, dễ sinh chuyện thị phi, tranh chấp, tiền bạc hao tốn. Sao Thái Bạch á, sao Thái Bạch chiếu mạng á, thì còn có thường sinh ra chuyện mà gia đạo bất hòa, tiểu nhân chống phá. Sao Thái Bạch thì thuộc hành kim mà các chị thì thuộc hành thổ, mà thổ thì sinh kim, như vậy là nó còn sinh xuất ra nữa thì nó sẽ tạo ra không ít khó khăn. Tuy nhiên đó là thổ với kim là do nó là gần nhau, còn các chị đúng không, mạng với tuổi là cũng cũng là thổ luôn, người ta gọi là lưỡng thổ thì sinh non, lửa thần lưỡng thổ là sinh núi á, cho nên là mình mà núi lớn mình có sinh kim một chút xíu thì cũng không quá gì đó là khó khăn đâu. Cho nên là cái sao Thái Bạch này là hy vọng nó không có tác động quá nặng nề đối với các chị ha. Hạn thì gặp hạn là thiên la, người ta nói gặp thiên la nó là tinh thần bất an. Hạn thiên la thì nếu mà gặp hạn thiên la thì vướng bận nhiều, suy nghĩ lo âu nhưng khó tìm được cái hướng giải quyết dứt điểm, dễ phạm sai sót trong công việc, bất ổn làm ăn, cuộc sống phải trở nên thường xuyên lo lắng. Đó là cái chung của người vướng hạn thiên la. Vận niên á, là vận niên tốt, tại vì mình đang ở trong cái giai đoạn đại vận 10 năm mà. Vận niên tốt là vận niên hầu thực quả. Hầu thực quả tức là cái vận niên mà cái biểu tượng là con khỉ nó được ăn trái cây no say, thỏa sức tự ăn ha. Thì đối với cái năm Kỷ Hợi 2019 thì sẽ, nếu như với vận niên này thì sẽ gặp được cái nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ ở trong những cái năm xung, năm tốt nè, thìn tốt là lục xung nè, thì đến nay là gặp được cơ hội mà giải quyết dứt điểm. Đường công danh thì sẽ phát triển, tài lộc sẽ có, kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió. Thì nếu mà làm việc ở trong quan vận thì gặp cái vận niên mà hậu thực quả này thì giống như là mình sẽ được đề bạt lên chức hoặc là có những cái điều tốt đẹp hơn. Thiên can á, bính kỷ thì là không xung không hợp về mặt tử vi, cho nên là cũng không có gì quá nặng nề ảnh hưởng đến công việc. Địa chi thìn hợi á, thì không có gì. Tuy nhiên là thìn là thuộc thổ, hợi á, thì là thuộc thủy, cho nên là
có thể nói là xung niên về nạp âm ngũ hành, cho nên là bất an một tí xíu, gia đạo có chút vấn đề. Đó là cái chung về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 vận vào mình như thế nào. Thì để bên trong những cái tử vi thì nó còn có cái tứ trụ và cái đo sao tính hạn, ứng dụng cái tử vi đó vào cái công danh sự nghiệp của năm 2019 thì nó sẽ như sau. Về tứ trụ á, xét về mặt tứ trụ của năm 2019 á, thì bị thiên hao và địa xung. Thì rõ ràng là về tứ trụ là không tốt, không tốt đẹp ha, thời cơ không tốt, cuộc sống phải chịu nhiều tốn hao, gia đình cũng không có được suôn sẻ, nên an phận thủ thường, đừng khởi nhiều tham vọng với cái tứ trụ mà không tốt đẹp như thế này của một cái năm Kỷ Hợi, cho nên là cẩn thận ha. Có thể nói đây là năm tương đối khó khăn đối với các chị Bính Thìn, xét về mặt tứ trụ. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận của năm Kỷ Hợi 2019 tuy là năm bắt đầu của năm đại vận, nhưng mà nó lại là bại địa, gây bất lợi cho danh lộc lẫn sức khỏe, đồng thời còn có thể phát sinh những chuyện chẳng lành do sao hạn xấu nó gây ra. Đại vận 10 năm của trung niên, tức là từ 44 đến 53 tuổi, là thời gian có nhiều cái sự tốt đẹp, tươi sáng về công danh sự nghiệp cũng như gia đạo, gia đình. Hy vọng thì với cái đại vận 10 năm nó bao trùm lên cái tiểu tiểu hạn của năm Kỷ Hợi sẽ làm bớt đi khó khăn của cái tiểu hạn. Tọa cung tiểu hạn đó thì có các sao như là trực phù, quan phủ, kình dương, đây là những phá tinh gây nhiễu loạn trong cuộc sống, từ sự nghiệp cho đến gia đình, công danh tài lộc thường gặp chống phá trở ngại, dễ bị tai biến thị phi, đặc biệt là rắc rối giấy tờ về các cái chuyện bất hòa tranh chấp ha. Ngoài ra nhập hạn thì còn có Long Đức nè, Thiên Khôi, Thiên Việt là những phúc tinh có khả năng giải nạn tai, nhưng là những cái phúc tinh này không có mạnh mẽ như là giải thần hay hóa khoa, cho nên là hy vọng ở nó chỉ là giúp cho các chị phần nào cái khó khăn, gặp một chút may mắn ở trong những cái tháng hợp thôi. Tuy nhiên đồng cung á, thì có cái đồng cung á, thì còn có các cái thêm nhiều phá và hao tinh khác, đặc biệt cẩn thận trong giao tiếp về tiền bạc, có thể bị lường gạt và mất của. Nhập hạn á, thì còn có là Long Đức, Thiên Khôi, Thiên Việt ha, thì như đã nói không quá mạnh. Với phá quân phá toái là lưỡng phá, tức là có cả hai phá, phá quân và phá toái, thì thật sự mà nói thì nó sẽ có nhiều điều không tốt đẹp. Trong khó khăn rối rắm thì với cái lưỡng phá này thì hy vọng rằng nó không có gây đến cái việc mà mình phải đáo tụng đình. Đồng thời có phi liên tòa hạn, nên tình trạng sẽ chuyển biến nhanh chóng, có thể là dậu đổ bìm leo nhanh chóng liền, chứ không có phải là từ từ ha. Vào những tháng xung thì có cần phải để ý. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì có tướng quân nè, quốc ấn ở trong mệnh. Hy vọng là với những cái hai cái sao này là nó ảnh hưởng đến cuộc đường công danh sự nghiệp, tức là người làm ở trong hãng xưởng á, thì có những hai cái sao này, hai cái tinh quân này ở trong mệnh thì rất là dễ được đề bạt lên chức, nhưng mà cũng bị tuần nó triệt phá ở phía sau. Đừng nên tự tin vào tài sức của mình, dễ gặp bất trắc, mọi việc khó được như ý, đặc biệt là những tháng xung. Cung mệnh thì như đã nói ha, có Long Đức, tuy nhiên là giải thần vẫn đi cuối cùng. Giải thần thì mọi người đã biết rồi, cái tinh quân này là chuyên gia đi hóa giải những cái ông mà phá và bại tinh, cho nên là có ông này cũng đỡ lắm. Hy vọng có ông này thì ổng sẽ khống chế được là phá quân phá toái, là
làm cho cái phá quân phá toái không có còn được tác dụng mạnh mẽ ở trên cái tử vi của mình nữa. Giải thần là có thể nói là đem lại nhiều may mắn, có lợi trong công việc. Có những cái sao mà như là Long Đức giải thần mà đi chung á, nhập mệnh á, hy vọng á, nhiều may sẽ hóa giải nhiều những phá và bại tinh, đem lại sự phù trợ mạnh mẽ hơn nữa trong cái tử vi của các chị. Cung tài bạch á, là về làm ăn á, thì có cả đại tiểu hao hội nhập hội chiếu, tiền bạc tốn hao ngoài ý muốn, nhưng cũng có là thiên mã ngộ lộc tồn. Sắp xếp thì là có ha, tiểu hao đi với thiên mã ngộ lộc tồn, sau đó mới tới đại hao, thì cho nên là có thể nói là vẫn có lợi tức dồi dào dù là bất thường ha, vẫn có thể bù đắp được những cái hao hao phí. Rất là may ha, chơi đại tiểu hao và nhập luôn cả cung tài bạch thì thấy mình cũng phê phê, nhưng mà may quá cũng có thiên mã với lại lộc tồn, tức là mình có thể làm ra nhiều nhưng hao tốn nhiều còn đỡ hơn là hạt đại tiểu hao đi không mà không có thiên mã với lộc tồn là đuối luôn á ha. Rồi như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm nay năm 2019 can kỷ thì thuộc âm, ngũ hành lại hợp thổ, cung vận là thiếu cung cho nên thổ vượng. Đối với người mà mạng thổ gặp năm thổ vượng á, thì có phần lợi ích cho công việc làm ăn, đặc biệt là từ mọi người mà làm cái gì đó từ thổ thì rất là dễ sinh tài lộc. Khó khăn đau ốm có may mắn để vượt qua, tuy nhiên sao hạn thì không tốt nên cẩn thận mọi việc. Có thể nói năm nay tốt ít mà xấu thì nhiều, là năm khá yếu của các chị, dù rằng là có đại hạn 10 năm, có đại vận 10 năm, nhưng mà xét về tất cả các mặt thì vẫn là một năm chưa phải là thành công, chỉ có năm trung bình yếu thôi chứ còn chưa được. Nhìn chung các mặt năm nay nhờ cái cung mệnh có phúc tinh giải thần chuyên hóa giải phá và bại tinh, hy vọng có thể chuyển nguy thành an. Dù sao đây cũng là năm khó khăn đối với các chị nhớ cẩn thận về con đường làm ăn. Tuy là nó không có nặng nề như cái năm Mậu Tuất 2018 với lục xung địa chi sinh rầy là trong gia đình và làm ăn, tuy nhiên nó cũng phải là không phải là một năm quá tốt đẹp, các chị cần cẩn thận. Còn xét về mặt tình cảm và gia đạo á, thì tử vi của năm 2019 năm Kỷ Hợi cho biết các chị gặp sao Thái Bạch, hạn thì Thiên La, cho nên là những cái này nó dễ xảy ra những chuyện không may, cuộc sống tình cảm gia đình có nhiều chuyện sầu muộn và nhiều lo lắng. Các chị ở tuổi này thì chưa chắc các chị đã trải qua làm ăn thất bại có, thành công có thể nói là chuyện làm ăn không làm các chị phiền lòng phiền não tới mức mà lo lắng, nhưng mà nếu mà việc tình cảm thì như đã nói là các chị là người rốt vốn dĩ chung thủy, sống nặng về tình cảm, cho nên là nếu mà tình cảm có vấn đề là các chị sẽ sa sút tinh thần rất là ghê. Và mình nhắc là tình cảm sa sút tinh thần hay là cái gì đi nữa thì các chị hãy trấn tĩnh, đừng có dùng cái cảm xúc mà tiêu cực của mình, cái có chuyện gì em nghĩ đến cái chết, đúng không? Trên đời này không có cái gì làm ra không được hết á, dù là các chị 44 tuổi ha, có thể là lớn rồi này kia, nhiều khi nó vui với mất cái nhà làm lại được, mất thằng chồng làm lại thằng chồng khác đơn giản, đúng không? Thằng chồng mà nó không có còn thương mình nữa thì thôi cho nó đi đi kiếm thằng khác nó thương mình hơn, mình vốn dĩ là người sang trọng mà đẹp đẽ thì cái việc đó cũng không phải là vấn đề ha. Rồi nếu các chị mà đã có gia đình đó, mọi việc làm ăn hay sử dụng tiền bạc nên cẩn trọng. Hạn có hóa kỵ là thiên khóc thiên hư và đi chơi đại hao, thì gia đạo cũng dễ có người ốm đau, chồng con đó thì thật sự là nói sẽ có những cái người làm việc trái ý nghịch lòng của các chị, mà các chị thì nóng lắm, đừng có quá nóng nảy, càng làm cho tình trạng gia đình thêm rối rắm. Bên bên cạnh những cái phiền muộn đó, của cái sao đó lên ra, thì lưu hạn cũng có là thiên khôi thiên việt thiên thủy, đây là những cái phúc tinh đem đến cái niềm vui cho gia đạo con cái. Thậm có thể là có
đôi lúc đó là vợ chồng sẽ chia sẻ khó khăn gia đình hoặc là công việc, con cái thì thành đạt ở trong cuộc sống. Với cái hóa kỵ đáo hạn á, quan hệ bạn bè mà tình cảm ngoài luồng rất là dễ xảy ra tai tiếng thị phi, nhất là những cái người mà khác phái, không phải là quan hệ nam nữ ngoài luồng ha, mình nói là chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Nên cẩn thận để tránh bị dị nghị và tạo cái cuộc sống vợ chồng là không tốt đẹp. Các chị nên nhớ là các chị sang trọng, nhìn người mà đa phần những người Bính Thìn là sang đẹp ha, cho nên là rất là dễ thu hút đàn ông, và như vậy thì dễ đem đến phiền toái trong gia đạo lắm ha. Còn đối với các chị mà độc thân á, rõ ràng là năm Kỷ Hợi 2019 với nhiều cái phá và bại tinh liên quan đến tình cảm rắc rối thì sẽ báo hiệu là một năm không có nhiều niềm vui, rối rắm ở trong các mối quan hệ bạn bè yêu đương ha. Và đặc biệt là năm tới là năm kỳ cưới, cho nên là có anh nào mà lỡ lỡ hỏi cưới thì đừng có ấy, chờ tới năm tới đi, chứ còn năm 2019 là năm kỳ cưới đối với mình. Một lần thất bại đừng để lần thất bại thứ hai ha. Rồi đó là về mặt tình cảm và gia đạo. Còn về mặt sức khỏe của năm Kỷ Hợi 2019 là năm mộc, thì mộc là tương khắc thổ như đã nói ở trên rồi, thì nên cẩn thận phần sức khỏe, dễ bị bệnh nhưng mà nhẹ nhàng thôi. Nên nhớ là hồi nãy mình nói rồi ha, năm nay năm Kỷ Hợi là năm hợp thổ, cho nên là thổ, những người mệnh thổ sẽ không có quá bị nguy nan về bổn mệnh đâu, đừng có lo lắng. Tuy nhiên là những người mà thủy vậy mà nguy hiểm, gặp năm mộc là thủy sinh mộc là sinh xuất, nhưng mà lại là năm vượng thổ, cho nên là người mệnh thủy nguy hiểm đó. Phải nói rằng đó là với cái bổn mạng như thế này thì không có gì là phải quá lo lắng cho các chị ở trong cái năm Kỷ Hợi 2019 về mặt sức khỏe. Nhưng mà như đã nói ha, nó sẽ có nhiều điều không có tốt đẹp lắm ở trong cái mặt về làm ăn. Như đã nói là mình khởi đầu của đại vận 10 năm, tức là có 10 năm liên tiếp tốt đẹp. Tuy nhiên là mình mới vừa trải qua cái năm tốt, nó xuống tới đáy, thấy không? Năm nay mình lên lại thì mình phải lên từ từ. Khởi đầu nó có căng chút ít, nó đỡ hơn cái năm tốt, năm kết thúc của đại hạn 10 năm. Thì hy vọng là sẽ không có quả quá khó khăn để mà các chị nản lòng. Cơ bản đó là những cái thông tin mình tổng hợp được từ sách vở cũng như là nhiều nguồn khác nhau về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với nữ mạng Bính Thìn. Thì em có ráp luôn cái phần vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi cho các chị biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Tử vi là thế, nhưng mà có thể nói là tùy tháng, có tháng thuận thì mình sẽ tốt đẹp, nhưng mà tháng nghịch thì mình cần biết mà để chú ý ha. Thì đầu tiên hết của tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019 thì là một tháng Bính Dần. Tháng Bính Dần thì thuộc hỏa, như vậy về mệnh là hỏa sẽ sinh thổ của các chị, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe, còn giúp cho các cái phúc tinh ha, được phát sáng để đẩy lùi cái phá và bại tinh, đặc biệt là cái phúc tinh giải thần sẽ phát sáng mà để khống chế lại cái những cái phá và bại tinh khác. Thiên can thì cùng là hành chữ Bính thuộc hành thổ, cho nên là công việc, các mối quan hệ trong xã hội sẽ là có nhiều thuận lợi, không có việc gì quá lớn lao đối với các chị về công việc. Dần Thìn là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy là tháng Giêng khởi đầu của một năm Kỷ Hợi 2019 là một tháng khá êm đẹp về mọi chuyện, từ làm ăn gia đạo cho đến công việc sức khỏe. Tháng 2 thì là tháng Đinh Mão, cũng tiếp tục là một tháng hỏa, như vậy mệnh cũng sẽ giống như tháng Giêng. Ok về bổn mạng mọi thứ đều hành thông, tiếp tục giải thần được tiếp tục hưởng lợi nhờ bổn mạng được tương sinh. Thiên can Bính Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói là Bính, như đã biết là Bính Đinh thì cùng hành hỏa, cho nên là nạp âm ngũ hành là cùng hàng, cho nên tiếp tục là một tháng công việc tốt đẹp, thậm chí là có sinh tài lộc nhưng không quá lớn. Thìn Ngọ
Thìn Mão là Đinh Mão, mà Thìn Mão là thuộc nhóm tương hại. Mà tương hại là ở đây được hiểu là sự cản trở nhau trong cuộc sống, cho nên là gọi là gia đạo sẽ có chút xào xáo, tương hại là xảy ra một chút xíu thôi chứ không quá nặng nề như lục xung ha, nhưng mà cũng không tốt đẹp cho lắm, cho nên là cần để ý tí xíu về mặt gia đình. Con cái có thể là đem đến nhiều chuyện không có vui vẻ cho các chị. Tiếp theo là tháng 3 âm lịch của năm Kỷ Hợi. Tháng 3 âm lịch là tháng Mậu Thìn, một tháng gốc mộc, một tháng mộc. Như vậy mệnh là mộc khắc thổ. Bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cận trọng bệnh nặng. Cả năm cũng đã là mộc khắc thổ rồi, bây giờ gặp tháng mộc khắc thổ nữa, cho nên đây là khoảng thời gian mà các chị cần phải chú ý về mặt sức khỏe một tí xíu, thậm chí là tai nạn nhẹ nhàng, nhiều khi đi ngang dấp cọng cỏ té về gãy tay là chuyện bình thường ha trong cái tháng này. Thiên can á, Bính Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tiếp tục là một tháng tốt đẹp về công việc. Bính thuộc hỏa, Mậu thuộc thổ, cho nên là có thể là nói là thiên can thuộc dòng tương sinh, hỏa sinh thổ. Tiếp tục là một tháng có tài lộc, đặc biệt là liên quan đến thổ ha. Địa chi Thìn gặp Thìn là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh loại trừ bên yếu. Đây là tháng tuổi, cho nên là tháng 2 và tháng 3 này có thể nói là về phần gia đạo nó sẽ có gì đó phức tạp, không có suôn sẻ cho lắm, cho nên cần chú ý một tí xíu. Với cái bổn mệnh là bị mộc nó khắc thổ nữa thì các cái phúc tinh và tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, cho nên là cần cẩn thận ha. Phúc tinh và tài tinh nó bị, đặc biệt là phúc tinh và giải thần nó mất tác dụng, là mấy cái ông phá bại tinh ông quanh hành là coi chừng đuối ha. Rồi tiếp đến là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch của năm Kỷ Hợi là tháng Kỷ Tỵ, tiếp tục là một tháng gốc mộc. Như vậy mộc khắc thổ, bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nặng. Phúc tinh và tài tinh sẽ bị khống chế. Thiên can Bính Kỷ không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính thì thuộc hỏa, Kỷ thì thuộc thổ, tiếp tục là một tháng giống về thiên can của cái tháng tháng 3. Tuy nhiên địa chi thì tốt đẹp hơn. Thìn Tỵ là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp cho nhau. Như vậy là với cái tháng 4 thì chỉ cần chú ý phần bổn mệnh, chứ còn phần gia đạo thì không có việc gì xảy ra nhiều, cho nên là vẫn tốt đẹp, không có quá khó khăn đối với các chị. Tiếp tục là tháng 5, tháng Canh Ngọ, một tháng thổ. Tháng này, tháng 5 và tháng 6 của năm Kỷ Hợi 2019 là hai tháng thổ vượng, cực thổ của năm. Sẽ tốt cho người mệnh thổ đây. Xét về mệnh là thổ đồng hành, tốt cho sức khỏe và bổn mạng, mọi điều hanh thông về bổn mạng. Thiên can đó, chữ bính của các chị sẽ khắc chữ canh. Thiên can tương khắc tháng sẽ gặp nhiều khó khăn chống phá trong công việc, cẩn thận giấy tờ dễ, rất là dễ hao tài. Thiên can mà tương khắc thì ảnh hưởng nhiều phần công việc và các mối quan hệ trong công việc, cho nên là cần cẩn thận, chứ đừng nói là mình bệnh thổ, hai tháng thổ vượng mà thích, không có, không ngon đâu ha. Địa chi Ngọ Thìn thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau, cho nên là nạp âm ngũ hành của Ngọ là hỏa, nạp âm của Thìn là thổ, cho nên là có thể nói nạp âm ngũ hành là tương sinh. Như vậy là tháng 5 thì sẽ có chút rắc rối cho công việc, dễ hao tài, đặc biệt cẩn thận nếu như những cái tháng này có ký tá giấy tờ, làm ăn cái gì đó thì phải thật cẩn thận mọi điều, chứ có không bị người ta lợi dụng mà mất của. Tiếp đến là tháng 6, tháng Tân Mùi, tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy mệnh cũng sẽ giống như tháng 5, đồng hành thổ, sức khỏe và bổn mạng ok, mọi thứ được ha. Thiên can là đẹp nhất của nó, 6 tháng một năm thiên can ảnh hưởng phần nhiều đến công việc, là bính nó hợp tân. Thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí, các mối quan hệ, các cái sự tính toán của mình rất là dễ hanh thông ở trong tháng 6,
gặp cái tháng này là tháng thổ vượng nữa ha, cho nên là mọi điều nó sẽ rất là đẹp, tốt đẹp, công việc làm ăn dễ gặp thuận lợi. Vậy hãy nhớ là một điều này nè, mình đã là có mệnh thổ gặp tháng thổ vượng sẽ sinh tài lộc, được ngũ hợp nữa, ngon lành ha. Rồi phần địa chi là thìn mùi, thìn tuất sửu mùi, người ta nói là tứ hành xung. Tuy nhiên mà trong tứ hành xung mà con ở đầu con ở cuối thì cái sự xung khắc nó không có nhiều, cho nên là nếu như có thì cũng chỉ là cái sự hiểu lầm ở trong gia đạo chút chút chứ không phải là nặng nề đem đến cái điều mà gây gỗ khó khăn ở trong công việc. Gặp tháng này là tháng ngũ hợp nữa, hy vọng với cái ngũ hợp địa chi thì nó sẽ sang lấp được luôn cái việc mà không tốt đẹp ở trong cái tứ hành xung của địa chi. Một số sách đó thì gọi là thìn với mùi đó, không có xung, không hợp, không tương khắc nhau luôn, chứ không phải là nằm chung tứ hành xung là sợ đó ha, cho nên là yên tâm mọi người. Như vậy là mình đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cộng như vận hạn 6 tháng đầu năm của người Bính Thìn sinh năm 1976 nữ mạng, có khá nhiều điều không tốt đẹp bên cạnh những cái điều tốt đẹp. Hy vọng rằng là nó sẽ đem đến thành công, giúp cho các chị ứng dụng cái kiến thức này mà biết cương nhu trong những tháng không tốt đẹp để mà có thành công trong cuộc sống. Rất vui vì mọi người chú ý đã đón xem. Nếu mọi người xem thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người tuổi Bính Thìn nữ mạng biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi của các tuổi, có thể là người thân và bạn bè của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.